Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị và các bạn nắm rõ được tiền tài, gia đạo, sức khỏe và công danh sự nghiệp trong năm này. Khi biết trước được thiên cơ, bạn sẽ có thể lên cho mình những kế hoạch hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất. Vận khí của con người vốn vận động không ngừng, thế nên bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong năm 2023 này của mình. Qua đó không chỉ nắm được thời vận của mình mà còn biết được thời vận của những người trong gia đình và bạn bè, từ đó sẽ giúp bạn vạn sự ấm êm theo ý của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp quý vị luận giải về lá số tử vi của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, giúp quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ Kỷ Tỵ luôn có được tài lộc, may mắn và bình an. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải về tử vi của Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2023 ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mệnh trong năm 2023. Năm nay, những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng gặp phải nhiều trở ngại. Chú ý tránh những hoạt động không đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định, cần phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải chuyện không như mong muốn. Người độc thân khó tìm được một người như ý, khó thành đôi, thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Tỵ 1989 nam mệnh gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Âm, vận hạn Diêm Vương, hạn Tam Tai, gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc không phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu rơi vào Kim Lâu. Về địa chi, Tỵ gặp Mão bình hòa, ý chỉ cuộc sống nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Quý Âm Thủy là thất sát. Trong năm nay, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Tỵ 1989. Vào những ngày này, cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm quách quấy phá. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mệnh. Trong năm này, năm mạng Kỷ Tỵ 1989 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của cải sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Thái Âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến. Cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý tất cả lễ vật phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển.
Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng để kim sinh thủy càng thêm tốt, điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm mệnh năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, dù lầm sàn nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm là chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với những người đau ốm bệnh tật, khi gặp hạn này, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe theo lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 năm mệnh theo tháng âm lịch năm 2023, tháng 1. Đón xuân bên gia đình, các gia chủ Kỷ Tỵ tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần chú ý những khoản chi tiêu không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán không được tốt như mong muốn. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe trong tháng này không được tốt, chủ yếu mắc các bệnh về xương khớp, máu huyết. Tháng 5, sức khỏe các gia chủ trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều điều muộn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này, gia chủ Kỷ Tỵ có sự tiêu pha tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có mất mát nhiều tiền bạc của cải. Tháng 8, công việc gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng người tuổi gia chủ đón nhiều tin vui về việc hỷ tín cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo gia chủ tháng 10, mối quan hệ tình cảm các thành viên không tốt, ngoài ra cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, tháng này có những mâu thuẫn bất đồng quan điểm với những người xung quanh, anh em bạn bè khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm, tuổi Kỷ Tỵ năm mạng gặp nhiều điều may mắn nên công việc cũng được thuận lợi. Bên cạnh đó, chú ý đến lời ăn tiếng nói. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 năm mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Vào năm 2023, may mắn cho sự nghiệp khá tốt, đặc biệt những người Kỷ Tỵ sẽ phát triển rất tốt sự nghiệp của mình với một số cơ hội. Các chuyến công tác và công việc có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn. Một khi bạn nắm bắt được chúng, bạn sẽ được sếp đánh giá cao và dễ dàng được thăng chức. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm bắt, giữ gìn cơ hội cho mình, đừng lười biếng cũng như chần chừ, do dự. Về tài chính, đối với người tuổi Kỷ Tỵ, năm nay sẽ thịnh vượng trên mọi nẻo đường và bạn sẽ giành được sự công nhận từ người có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Ngoài ra, những năm tháng tự lập trước đây sẽ mang lại cho bạn một sự gia tăng nhanh chóng và đầy tự hào trong cuộc đời. Xem vận trình tài lộc Kỷ Tỵ 1989, trong năm đường tài lộc khá tốt. Vào năm này, bạn sẽ đạt đến độ cao mà bạn nghĩ không thể chạm tới trong suốt cuộc đời và thấy mức tăng lương từ đó. Tuy nhiên, bạn có thể thường xuyên mất một cái gì đó, có thể là tiền hoặc điện thoại di động. Nói cách khác, sự chú ý đặc biệt sẽ được dành nhiều cho bạn khi đi ra ngoài trong năm nay. Về sức khỏe, trong những năm gần đây, bạn là một người nghiện công việc quá bận rộn để quan tâm đến sức khỏe và bạn có thể gặp nhiều vấn đề về thể chất vào năm 2023, chẳng hạn như thoái hóa đốt sống cổ, đau nửa đầu, bệnh dạ dày và các bệnh mãn tính khác. Trong đó, bệnh dạ dày có thể đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi bạn từ bỏ thuốc lá và rượu và ăn thức ăn ít cay. Người Kỷ Tỵ có thể thường xuyên đến bác sĩ vào năm này, vì vậy hãy chăm sóc sức khỏe của bạn, thư giãn đúng cách và nghỉ ngơi, nếu không sức khỏe của bạn sẽ dần trở nên tồi tệ. Nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Về tình cảm gia đạo,
Gia đạo ít xảy ra xung đột, một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái hoặc tập trung lo chuyện con cái nên ít thời gian xung đột với nhau. Nam mạng Kỷ Tỵ độc thân có cơ hội tìm hiểu đối tượng mới, được bạn bè khai mối, không lo cô đơn buồn tuổi một mình. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà kênh chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.